công nguyên năm 1911, tức là tương thống tam niên của nhà Thanh. Lúc bấy giờ lãnh thổ của Trung Quốc bị Liệt Cường chia sẻ, tỉnh Sơn Đông nằm phía đông bản đồ và tỉnh Phước Kiến lần lượt bị Pháp và Nhật xâm chiếm. Tỉnh Vân Nam và Quảng Đông tại phía Nam do Anh, Pháp và hai nước cộng đồng chiếm lãnh. Tỉnh Mông Cổ ở Tân Cương tại phía Bắc toàn thuộc về nước Nga. Còn các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc và Triết Giang đã bị nước Anh xâm chiếm. Còn tỉnh Quảng Tây thuộc phạm vi thế lực của Pháp, và điều ước bất bình đẳng do nhà Thanh ký với các nước không biết bao nhiêu mà kể. Nhà Thanh nắm quyền tất cả là 267 năm. Trong khoảng thời gian này, trong nước đã xảy ra rất nhiều lần khởi nghĩa, và còn ảnh hưởng lớn nhất về cách mạng đó là Hội đồng Minh do ông Lưu Phóng Bất và ông Tôn Vật Tiên lãnh đạo. Nhưng mà Hội đồng Minh khởi nghĩa nhiều lần đều không thành công. Cho đến tháng 3 năm 1911 thì đã là lần thứ 9. Địa điểm khởi nghĩa là Quảng Châu, mục tiêu là chiếm phủ thống đốc, nhưng mà rốt cuộc vẫn bị thất bại. Di thể của 86 vị liệt sĩ đều phơi thay trong thành phố, không ai dám liệm tàn. Chính ra quan phủ định đem xác chôn tại núi Cẩu Đầu, là nơi chuyên môn chôn xác tội phạm. Nhưng mà về sau này thì nhà hảo tâm Phan Đạt Di đã thỉnh cầu thiện đường Quảng Đông liệm tang tại Hồng Quê Cương, bên cạnh đường Sa Hà. Ông Phan Đạt Di lại đổi tên Hồng Hoa Cương thành Hoàng Hoa Cương, và thân phận của 86 vị liệt sĩ lúc bấy giờ chưa được xác nhận. Phải nhiều năm sau thì mới thẩm tra ra thân phận của một số người trong số đó, nhưng mà chỉ xác nhận được 72 người mà thôi. Và đời người sau này gọi những người này là Hoàng Hoa Cương thất thập nhị liệt sĩ. Và năm đó cũng là năm Tân Hợi âm lịch.
không biết là chúng ta có đi lạc đường không? Ý, bên kia có người kia, qua hỏi đi. Dạ xin hỏi. Xin hỏi chú, Hồng Bảo Cư đi làm sao? Xin hỏi công tử là? Tôi là Phật Sơn Hoàng Phi Hùng, đây là đệ tử của tôi Lăng Giảng Dài. Chúng tôi muốn đi cúng các vị liệt sĩ. Thì ra là sư phụ Hoàng Phi Hùng đó hả? Đã nghe danh từ lâu, hôm nay mới hân hạnh được gặp. Khách sáo. Nhưng mà nếu như mà giờ này đi cúng đó hả, theo tôi thấy rất là nguy hiểm. Là bởi vì ở trên Hồng Hoa Cương có rất nhiều mật thám chuyên môn bắt giữ những người lọt lưới của hội đồng mình. Cảm ơn chú đã chỉ dạy, xin hỏi quý danh? Tại hạ đây là họ Phan, tên Đạt Di. Ông là Phan Đạt Di hả? Phan Đạt Di chính là tôi. Xin nhận Hoàng Phi Hùng một lạy. Đừng khách sáo. Vị này chính là đại ân nhân đã đem xác của thất thập liệt sĩ chôn ở tại Hồng Hoa Cương. Những điều mà ông Di đã làm, Hoàng Phi Hùng tôi thì là bội phục. Xin đừng khách sáo. Hoàng sư phụ à, ở chỗ này chúng ta không nên ở lâu, hay là xin mời Hoàng sư phụ đến nhà của tôi dùng trà nha. Tôi rất vinh hạnh, nhưng mà tôi muốn đi Hồng Hoa Cương trước để cúng các vong hồn của liệt sĩ, tôi mới có thể yên tâm. Tốt. Đương nhật đồng minh chí, tráng sĩ biến hoàng hồn, mạc phụ thiếu niên dũng, động địa kinh quỷ thần. Anh lính à, xin hỏi có chuyện gì? Sếp Phong. Dạ. Ở đây có ai từ Hồng Kông tới không? Dạ không. Từ ngày phủ thống đốc xảy ra chuyện đâu có nữa. Sao không biết? Thì giấy nhật trình có đăng mà. Tôi đọc trong giấy nhật trình. Cho nên dạo này khách từ Hồng Kông dạng nam tới đây tôi đâu có dám nhận chứ. Chê, mấy người này từ đâu tới? Nè, xét đi, xét đi. Ê gì, chú khí không? Xét đi. Chuyện gì? Thì Bính còn ông đâu? Tôi đại thanh luật lệ không Bính là không đâu. Tôi đừng nói nhiều, chắc là giặc loạn rồi, bắt nó về. Mấy người làm cái gì vậy? Du quan. Du quan? Ông nói tôi du quan ông hả? Tôi du quan ông thì sao? Giải nó về. Dạ. Quay đi. Cái người du quan hả? Quay các người làm gì vậy? Tô, chuyện gì? Gì mười ba. Khoan, lên cả ngồi đi. Chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng lính tới đây bắt người của hội đồng minh. Thật ra gì cái gì tôi cũng không biết. Bắt hội của người đồng minh? Sao sao lại bắt chúng tôi? Chết đi mày. Giật tiền hả mày? Bộ tiền muốn bắt ai là bắt hả? Ai là hội đồng minh đây? Ai hả? Không phải là hội đồng minh, tại sao dám đánh hoàng lính chứ? Du hoàng tụi này. Du hoàng hả? Xin đừng đánh tôi cảnh đại nhân, nếu làm như vậy sẽ bị chém đầu đó. Chừng nào để súng xuống thì tụi này mới buông tay. Họ không để súng xuống đâu, tại vì bắt được giặc loạn sẽ được thưởng đó. Không. Chúng tôi đâu phải là người của hội đồng minh, chúng tôi là đệ tử của Hoàng Phi Hùng, Lương Quang, Tô Tây Văn, Triệu Thất. Tôi là dì 13. Dì 13 thấy chưa, nói tên của sư phụ ra rốt là bị như vậy. Còn nói đến Quảng Châu để phát triển mở tiệm thuốc nữa. Bây giờ mở cái gì? Đừng nói nữa có được không? Bây giờ ở đây lộn xộn quá. Mấy người cũng biết mùng 10 tháng vừa rồi có một vị tướng quân Quảng Châu mới bị hành thích thôi. Nghe nói là có biến cố gì đó, cho nên có rất nhiều người đã bị quân lính bắt. Nếu vậy thì Quảng Châu đâu có được thái bình nữa. Dì à, hôm nay sư phụ đi Hồng Hoa Cương cũng ai vậy hả? Đúng rồi ha, hồi nãy tụi quân lính bắt người, thấy mấy người đi ngoài đường đều không phải là người bổn xứ, lại không có thất biến. Phải ha. Gì đó là mày hả? Mày để bánh mày chịu hả? Nào đúng mày mà. Phải vậy mà. Đúng mày. Đúng mày. Tại sao quân hại nè? Biểu không tại bánh mày không tạo nữa. Đánh tàu hả? Là cái gì?
Châu Thiếu Quân, Lương Khoan, Tô Tây Văn, Tiểu Thất, tất cả ra đây, ra đây. Nè, đi lên, mở lên, không biết là ai hả? Trùng đầu lại chắc là cái thằng phản bội đảng cách mạng chứ ơi. Vậy tức là hán gián. Nè, sao hả? Chuyện gì? Đại nhân, mấy người này đây đều không có giống, nhưng mà tại sao nó không có bính? Ít có ai không có bính lắm. Được, giải hắn ra. Tại sao bắt tôi? Lý đại nhân, Hoàng Phi Hùng tới rồi, đang ở ngoài nhà môn cầu kiến. Tôi à, sư phụ tới rồi. Hoàng Phi Hùng, giờ này hắn tới làm gì? Kêu hắn về đi, ta không tiếp. Dạ đại nhân. Khoan đại nhân à, chắc đại nhân cũng biết Hoàng Phi Hùng này ở Phật Sơn là người có tiếng lắm, coi như là một nhân vật anh hùng. Bây giờ đây đã đến Quảng Châu, không cần biết có quan hệ gì với giặc loạn hay là không, chúng ta cũng nên quan sát cho kỹ trước khi tiếp chuyện với hắn. Nếu mà hắn chịu đứng về bên chúng ta, vậy tức là chúng ta đã có quan hệ tốt với nhân vật giang hồ, có thể bớt nhiều chuyện phiền phức đó. Rất có lý. Truyền Hoàng Phi Hùng tới thiên sảnh chờ ta. Sư phụ, sở dĩ khởi nghĩa Hồng Hoa Cương bị thất bại là tại vì ở trong hội đồng minh đã có rất nhiều nội gian nằm trong đó. Ông Tôn Vật Tiên lãnh đạo khởi nghĩa đã là lần thứ 9. Đối với hành động của chúng ta, hình như triều đình đã nắm được rất nhiều tài liệu. Thất bại lần này có rất nhiều đồng chí đã hy sinh. Cũng may người lãnh đạo của hội đồng minh đã thành công trong việc trốn thoát. Nhưng mà từ nay về sau, về kế hoạch cách mạng Trung Quốc thì chúng ta càng phải nên thận trọng hơn mới được. Ngoài chí hướng ra, còn phải góp sức, và đồng thời phải biết rõ góp sức vào đâu. Như vậy nếu như muốn cách mạng, không những phải chọi với triều đình mà đôi lúc còn phải dùng tới đầu óc nữa. Đúng. Hoàng sư phụ, Hồng Hoa Cương nơi an táng thất thập nhị liệt sĩ tôi đã đổi tên rồi. Tại sao vậy? Trước đây có một tổ chức ngầm phản thanh phục minh, lấy tên là Hội Hồng Hoa. Cái tên này gần giống với tên Hồng Hoa Cương. Vì muốn che mắt người ta, cho nên tôi đổi tên Hồng Hoa Cương thành Hoàng Hoa Cương. Hồng Hoa Cương, Hoàng Hoa Cương. Hoa khai hoa lạc, niên niên tại. Tiên nhân nhất khứ, bất phục hoàng. Hoàng Phi Hùng. Chào đại nhân. Không ngờ Hoàng Phi Hùng có hứng thú về hoa ha. Mời ngồi. Mời đại nhân. Xin đại nhân đừng cười, tôi chỉ là một võ phu, gần đây lại có dịp nghiên cứu Phật học, biết lúc Phật tổ đắc đạo đã cười trước cây hoa, và nhất thời hứng thú có ngâm nga vài câu. Hoàng sư phụ theo Phật hả? Dạ phải. Đúng rồi, tôi đã quên là sư phụ lớn lên ở trong Thiếu Lâm tự mà. Tôi cũng theo Phật đó. Nếu như vậy, chúng ta là đồng đạo rồi. Đúng rồi. Vậy xin hỏi Hoàng sư phụ, tu đại thừa hay là tu tiểu thừa vậy hả? Xin hỏi Hoàng sư phụ, ăn chay hàng ngày hay là mùng một ngày rằm thì mới ăn chay vậy? Tôi nghĩ không cao siêu bằng đại nhân đâu. Các đệ tử ăn cái gì thì tôi ăn cái đó. Phải rồi đại nhân, ngay chỗ khách sạn có nói
mấy người đệ tử bất hiếu của tôi đã đắc tội với người trong nha môn và bị đại nhân bắt giữ, có phải không? Vậy sao? Lâm Trung. Dạ đại nhân. Con không mau cảm ơn đại nhân. Sư phụ à, tụi con đâu có lỗi, tại họ thôi. Còn nói nữa, quỳ xuống. Đại nhân, đệ tử của tôi vô lại đắc tội với đại nhân. Tôi hứa về sẽ dạy dỗ họ. Ân đức này của đại nhân suốt đời không dám quên. Ê, đừng khách sáo. Vài hôm nữa, tôi sẽ tổ chức tử hội Âu Tây. Tôi định là mời Hoàng Sư Phụ cùng với bác đại võ quán Quảng Châu đến dự để vui chơi cho vui. Tôi sẽ tới. Chào đại nhân. Ăn chay hả? Nói vậy mà ăn chay để con không có lỗ đích đó. Nên nói đúng. Ở ngoài đường đừng có nói bậy. Có gì mà không nói được, chúng tôi đâu có lỗi. Còn anh, tôi không biết anh lấy tư cách gì làm sư phụ. Trước mặt cẩu quan là mất hết phẩm giá của con người. Có chuyện gì về nhà mới nói nha. Đứng lại, đứng lại. Đi. Quỳ đại ca, chuyện gì đi? Các vị xây nhà đại ca, xin hỏi có chuyện gì? Giờ này tụi bay ở đây làm cái gì hả? Bắt hết về. Ê khoan nữa, mỗi được bảo lệnh ra thôi, không tin nữa. Có cái này làm chứng nè, coi đi. Giờ cũng đã biết giống như là tao, mù chữ. Chắc là từ nước ngoài về. No, no. Chắc là anh có bà con làm ở trong nhà môn, nhờ chạy chọt mới làm được cái chức này chứ gì. Nói gì? Xe nhà đi ca. Khoan. Ra tay. Khoan à. Đừng có làm bậy. Đừng làm bậy nha. Hết. Sao rồi? Đừng nha. Chết mày đi. Nè, đừng nha. Đừng có nữa. Chết đi. Đi về, muốn bị bắt sao? Thì là vô dụng. Các người thì là gan hả? Giờ này dám đánh tuần cảnh, muốn bị bắt sao? Hả? Tôi đại diện cho đa số người trong phòng này nói chuyện với anh. Được rồi, nói đi. Tư tưởng phong kiến và đạo lý làm người của anh bây giờ đã lỗi thời rồi. Anh biết bây giờ Hồng Hoa Cương là Hoàng Hoa Cương, không phải Hồng Hoa Cương. Là Hồng Hoa Cương. Nếu không biết thì sư phụ, Hồng Hoa Cương. Ngoài Lương Khoan ra, trong phòng này còn có ai biết Hồng Hoa Cương là đúng thì giơ tay lên. Anh thấy chưa, luôn các đệ tử của anh cũng tiến bộ hơn anh. Bây giờ tôi đại diện cho đa số người trong phòng này nói chuyện với anh. Anh đã sai rồi. Hồng và Hoàng anh cũng không biết phân biệt. Sợ anh không biết phải trái trắng đen nữa kìa. Quốc gia này cần cách mạng, Bảo Chi Lâm cũng cần cách mạng. Được, không cần biết Hồng hay là Hoàng. Nhưng mà tôi phải nói trước, làm việc gì cũng phải suy nghĩ, đừng có nóng nảy. Cho nên phải ăn chay, phải bình tĩnh, có phải không? Nếu mà ai cũng đi làm hòa thượng thì quốc gia chúng ta làm sao tiến bộ được. Chuyện gì từ từ nói mà, đừng có nóng như vậy. Tôi không biết anh đang nói cái gì, Hoàng Phi Hùng. Chào anh. Dì 13, dì 13, dì 13, dì 13. Sư phụ à, hồi nãy sư phụ ra ngoài, ở đây xảy ra nhiều chuyện, tại sư phụ không biết thôi. Vậy với dì 13. Nè, được rồi, khuya rồi, về nghỉ ngơi đi. Vậy với sư phụ. Đi đi. Dạ. Úi này dì 13, đi đâu vậy? Dọn. Dọn hả? Dì dọn đi rồi còn sư phụ. Dì à, nếu mà dì dọn đi rồi sư phụ sẽ nhớ dì đó. Vậy tụi này chắc chắn là mệt, sư phụ sẽ hành hạ chúng tôi đó. Dì làm ơn làm phước, đừng có dọn đi nha. Coi như làm ơn cho tụi này đi. Nếu như mấy người thấy sợ thì cùng dọn với tôi. Phải làm cho ông biết tài mới được. Nếu không ông tưởng ông làm sư phụ, ông làm cái gì cũng đúng hết. Mấy người chứng minh một lần cho ông coi là ông làm sai đi. Được, sư phụ làm sai. Khoan à, mày cũng dọn đi nữa hả? Khoan à, nếu mà chúng ta đều đi sư phụ thì sao đây? Phải. Tôi đề nghị chúng ta đừng có dọn đi, tiếp tục ở lại đây. Làm như vậy để hù đừng có nói nữa. Tôi đề nghị nè, chúng ta làm bộ dọn đi, thật ra thì vẫn còn ở đây, trốn không có đi ra để mà hù cái đầu của người. Vậy đi quan, chúng ta trả phòng lại, tất cả dọn lên phòng của tôi. Cái gì? Chúng tôi 4 người ở một phòng,
Nếu mà dì cũng trả phòng luôn, vậy chúng tôi ở đâu? Ơi ơi, hơn nữa nam nữ tương thọ bớt tương thân, dì ở cùng với chúng tôi, lỡ như sư phụ biết được thì chết đó, khó giải thích lắm. Thật à, cái đầu óc của mày hủ lậu quá vậy. Mày về quê cày ruộng đi là vừa. Chúng ta là người một nhà mà ở chung phòng sợ cái gì chứ hả? Hả? Tôi đề nghị nè, chúng ta đó trả phòng lên phòng dì 13 ở đi. Đồ ngu. À, Hoàng sư phụ, có thấy dì 13 không? Ông sợ kìa. Bây giờ làm sao? Đi. Dì 13, 13 nè, dì 13. Sư phụ không thấy chúng ta gì à, bây giờ làm sao đây? Sợ cái gì chứ? Tôi đề nghị nè, chúng ta hãy gửi thơ về đây, nếu không thì ổng đâu có biết lỗi. Ai giết đi? Tôi không giết. Tôi giết đi. Tôi không giết. Tôi mù chữ mà. Tôi cũng mù chữ mà. Vậy thì tôi giết. Nếu như chúng ta có dọn đi thì cũng đừng có đi xa quá, để tiếp ứng sư phụ mà. Đúng rồi. Không chừng chúng ta có chuyện gì, sư phụ có thể tiếp ứng chúng ta. Vậy đâu phải là từ giả. Từ giả có nhiều cách mà. Đúng. Vậy chúng ta dọn chỗ nào gần một chút. Có rồi. Phòng ở sát phòng của sư phụ. Mày. Nói, tụi bay liên lạc bằng cách nào? Tôi cái gì cũng không biết. Tôi cũng đâu biết anh là ai chứ. Tôi chỉ biết anh bán rẻ chúng tôi, cũng như bán rẻ bản thân của anh. Chắc là mày muốn nếm mùi cây súng của tao hả? Nói, bây giờ Hoàng Khắc Cường ở đâu? Nói. Tôi bây giờ biết anh lại. Dạ. Dạ. Sao mà làm chậm quá vậy? Tôi à. Mày cho thêm mực cho đi, nếu không lát in ra bên đậm bên lượt đó, có biết chưa? Ok. Được rồi. Dì à, tưởng dì đi học ở nước ngoài không có biết chữ Trung Quốc, nhưng mà dì viết chữ Trung Quốc đẹp quá ha. Khoan. Hả? Có rảnh thì cắt giấy đi. Dạ. Thất, làm gì vậy? Chúng ta dọn vô đây sư phụ cũng chưa biết nữa. Tôi đang nghĩ sư phụ đang làm gì thôi. Đừng nhắc tới sư phụ người nữa. Tại sao? Đàn ông gì mà giống như con rùa rút đầu. Nghĩ tới ông làm gì? Quầy to. Hả? Không biết là sư phụ có đi thưa tụi mình hay không nè. Nói bậy. Sư phụ không phải là người như vậy. Đúng rồi, sư phụ nói ăn chay không hỏi chuyện đời nữa, không bao giờ làm chuyện này đâu. Gì à? Đã nói đừng nhắc tổng nữa. Ơi nè, anh dậy đi, dậy đi. Tôi cất chạy. Sư phụ thì sao? Sư phụ cũng có lỗi vậy. Gì à, dậy đi. Thích Quang à, có cần lấy nước không vậy? Xin hỏi các vị cần nước không? Đương nhiên là có. Ông chủ, ông có nhìn thấy mấy người đệ tử về dì 13 hay không? Họ đã trả phòng và đi chỗ khác rồi. Chuyện gì vậy sư phụ? Nói được không? Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Ông chủ à, làm phiền ông khi nào họ trở về, nói cho họ biết tôi chào họ nha. Được. Cảm ơn. Quê, sư phụ còn quan tâm chúng ta lắm đó. Vậy thì càng tốt. Để cho ông biết là không có tụi mình ở bên cạnh của ông đó, ông như là mất đi cái gì vậy hả? Không phải, sợ là ông chủ bể chuyện của tụi mình thôi. Yên tâm đi, phòng tôi đang ở, khách mới dọn đi là tôi dọn tới liền. Cả ông chủ cũng chưa có biết là khách đã dọn đi rồi. Vậy thì tốt quá.
Khỏi cần trả tiền nữa. Đúng rồi. Ê, chết rồi. Ê, Thất à, chuyện gì? Nói đi. Nói đi. Sư phụ không có tiền, tiền ở chỗ tụi mình mà. Sư phụ của anh đâu đến nỗi không có tiền trên mình mà không biết. Hay lắm, kéo xe vừa nhanh vừa siêng năng. Trương Huynh. Hoàng sư phụ. Bạn của tôi ở trong đó, tôi vô lấy tiền trả cho anh nha. Ê, khoan đã, ông để lại cái vali đi, lát nữa ra lấy. Rủi như ông chạy trốn thì làm sao đi? Anh hiểu lầm rồi, coi giùm tôi điên lát tôi ra liền hả? Quỳ, ông kia ngồi xe kéo phải không? Anh hỏi làm gì? Ổng ngồi xe kéo, bây giờ tôi trả tiền. Anh bạn à, xin lỗi nha. Tiền nè. Thôi khỏi, đưa rồi. Khỏi hả? Quê, ông chủ. Bên kia ăn bao nhiêu tiền vậy? Tôi trả cho. Vậy hả? Quê, ông chủ à, có dư nhớ thối lại nha. Hả? Được. Hoàng sư phụ, sư phụ không mang tiền, không có sao đâu. Hôm nay để tôi mời khách nha, có được không vậy? Hôm nay thì lại xin lỗi, mai mốt tôi mời lại. Ê, đừng khách sáo. Ông chủ à, tính tiền. Thôi khỏi, Hoàng sư phụ đã trả tiền rồi. Cái gì? Còn dư nữa. Còn tiền dư. Thưa ông, mời ông. Trả tiền rồi phải không? Dạ phải, trả tiền rồi. Nè, dừng lại. Tôi muốn vô mua đồ. Hả? Tiệm vàng. Ây da, sư phụ à, đừng có mua mắt quá nha. Chết rồi, đâu có đủ tiền trả chứ. Không sao, chắc là đủ mà. Sư phụ, dọn đi đâu rồi? Dạ đâu có, vẫn còn tại khách sạn Cao Thăng, ta không có đi ra thôi. Vậy cũng tốt, nhưng mà đừng có cho họ biết là gặp sư phụ nha. Hả? Sư phụ ạ, còn không biết nói láo. Không biết nói láo? Vậy tại sao lại trốn ở trong khách sạn gạt sư phụ hả? Dạ tại... Tại ai? Ai cũng có phần hả? Dạ. Con đem tiền cho sư phụ sao? Dạ phải sư phụ. Con đó nha, chạy nãy giờ chắc mệt rồi, ngồi xe gì đi. Cảm ơn sư phụ. Ê, mua vô, cam tươi đây, mua vô. Cam vừa tươi vừa rẻ đây, mua vô. Ê, nhanh tay chút đi, nhanh tay chút. Nói chắc chắn là chuyến xe này hả? Không biết nữa. Biết bằng nói ra sao hay là không? Mua vô, cam tươi đây, mua vô. Vừa rẻ vừa ngon đi, cam tươi đây, mua vô. Mua đi. Mua vô. Rẻ hay không? Vừa rẻ vừa ngon đi, cam ngọt đây, mua vô. Mua vô. Cho tôi 2 con đi. Mua vô, cam ngọt đi. Nè mua đi, 2 đồng đại thôi. Chồng coi. Quỳ, có thằng chạy già bên kia. Lính đại ca. Chuyện gì? Đại nhân làm việc. Xin nhờ anh giúp đỡ. Con dê của tôi bị mất rồi. Con dê? Dạ phải. Tôi tìm mãi mà không thấy. Con dê đó là của cháu tôi gửi từ nơi xa về đó. Đi chỗ khác đi, để ta làm việc. Đi mau. Đi mau. Đâu có. 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 Đâu có
đi theo tao. Đi. Đúng rồi. Đi. 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 Tránh ra đi. Tránh ra. Đi. Tránh ra. Đi. Đại nhân, tôi biết được tung tích của Trần Phước. Anh biết Trần Phước là ai hả? Vậy anh nói coi. Biết chứ sao không? Trần Phước là tài trái tay mặt của Hoàng Khắc Cường. Bên cạnh Hoàng Khắc Cường có hai thủ hạ, một là Lưu Nhất Tài, còn hai là Trần Phước. Bây giờ Trần Phước ở đâu? Đã chết rồi. Chết rồi? Phải. Lúc khởi nghĩa Quảng Châu, tôi thấy ông chạy từ nhà Môn ra. Ông đã bị thương nặng lắm rồi. Chạy lên tới cái đồi thì ông chịu không nổi, cho nên tắt thở. Lúc mà ông chết tôi cũng đi cùng với ông đó mà. Ngoài anh ra, còn ai biết Trần Phước đã chết không? Không có. Anh khẳng định không có nói với ai nữa hả? Hội đồng minh chúng tôi, không phải. Hội đồng minh không có liên quan tới tôi. Nhưng mà người của hội đồng minh ít có liên lạc với nhau, vì sẽ tiết lộ bí mật. Nội quy của mấy người thì là tốt quá hả? Có biết tại sao mày phải chết không? Là tại vì mày nói láo. Thật ra Trần Phước không có chết. Ê, Hoài sư phụ. Họ tới tìm sư phụ đó. Tìm tôi? Dạ phải. Tại sao tôi không quen chứ? Sư phụ có biết họ nhưng mà họ biết sư phụ. Tại sao? Họ là bệnh nhân ở gần khu này. Biết là sư phụ ở đây, một lần tới đây nhờ sư phụ coi bệnh. Ờ, phải à, phải à, phải à, phải à, để đi, tôi có hai cái hổ nè. Tôi muốn coi. Coi đi. Y quán của tôi chưa có mở, đã có nhiều người tới đây coi bệnh rồi. Vậy đi nha, tôi hứa sẽ coi cho các người. Nhưng bây giờ đông quá đâu có coi được, phải xếp hàng đi. Ông chủ à, làm phiền ông lấy thẻ cho từng người một nha. À, tôi coi được bao nhiêu người thì coi. Làm phiền ông. Quay, nè, nè. Tránh chỗ cho Hoàng sư phụ đi coi. Tránh chỗ giùm hả? Quay nè. Quay sư phụ à. Xếp hàng đi. Xếp hàng từ người một. Quay, chèn sửa với nhau. Xếp hàng cho nào quay. Ông chủ à, cho tôi coi trước đi, tôi đau bụng quá nè. Ta gan mày này, ai cho mày vô vậy? Không được. Buông đây, buông đây. Buông tay ra, buông tay. Chú à, cô bệnh phải xếp hàng chứ. Buông tay ra đi. Đau bụng quá. Quan sư phụ, ông... Nó chết rồi hả? Không có đâu. Để tôi. Mạch của ông nổi lắm, chắc là tại nóng tánh thôi. Sư phụ, tôi đề nghị sư phụ uống nước mát đi. Làm như vậy có thể gia tăng tuổi thọ, còn có thể sống vui vẻ nữa đó. Ông chủ à, người này bị bệnh rất nặng, tôi phải ưu tiên cho ông ta trước. Làm phiền ông chủ nói với bệnh nhân ở bên ngoài, kêu họ ngày mai hãy trở lại coi bệnh. Cảm ơn ông. Ờ, không có gì. Rượu coi như cũng được. Nếu như có đồ ăn ngon làm mồi, để làm vài ly chơi cũng hay. Xin được hỏi vị cao nhân này là ai? Ta hả? Cước Đạt Túy Tiền Bộ, Thủ Hề Lý Bạch Hồ, Nhân Túy Tàng Phân Tỉnh, Tứ Hải Tửu Mãn Hồ. Ta họ Tô. Mấy câu này hình như là câu của cái bang. Tiền bối võ công cao cường, như vậy là Tô Khắc Nhi. Đã biết rồi thì cần gì phải nói lớn tiếng. Lúc trước ông già cha của tôi là sư huynh đệ, vậy tôi phải gọi ông là sư thúc, có phải không? Thôi được rồi, khách sáo cái gì chứ. Sư thúc à, xin hỏi tại sao lại tới Quảng Châu? Ê, bộ hồi nãy không nghe ta nói sao? Gì?
Ta đã nói là làm cho vài món đồ ăn làm mồi rượu đó mà. Ông chủ à, phiền ông xuống bếp làm vài món đồ ăn. Dạ. Khoan đã, một con vịt quay, nửa đùi thịt heo, một dĩa thịt bò xào, một dĩa lưỡi vịt, và cho thêm một dĩa cá để ăn lò. Một mình sẽ thúc ăn hết không? Ê, vịt quay và thịt bò xào thì đem ra, còn những món kia gói cho tôi. Còn nữ nhi Hồng Hảo Hạng nữa, mau bưng ra đi. Quan sư phụ. Ông này đây vừa ăn vừa lấy, tại sao không đuổi ông đi cho rồi? Kệ đi, ông lớn tuổi rồi, ăn được mới là phước mà, cứ làm theo ông nói đi. Dạ tôi biết rồi. Cảm ơn ông chủ. Hoàng Phi Hùng. Sư thúc. Chuyện này nguy hiểm lắm, đừng có nên cho ai biết ta ở đây nha. Mai mốt gọi ta là Suana đi. Cái gì? Suana. Suana? Hả? Ừ. Ừ. Tôi à, lẹ lên đi, nếu không là không kịp đó. Yes, yes. Vô đi, mau. Khoan. Dì 13, dì này là? Dì này là Hà Chấn Quốc, là biên tập của nhà báo. Xin chào. Đây là Lương Khoan. Chào. Lâm Nhân Giai. Xin chào. Cảm ơn các vị. Được sự giúp đỡ của các vị, tin tức cách mạng sẽ loan truyền rất nhanh. Được cách sao? Anh Quốc là người liên lạc của Hội đồng minh tại Quảng Châu. What? Ơ, xin chào. Ơ, xin chào. Ai vậy? Là đại nhân vật đó. Thiệt hả? Vậy xin mời ngồi. Ngồi đi. Được. Ủa? Sao không thấy Hoàng sư phụ vậy? Ê! Đừng có nhắc tới cái ông hình y đầu óc cổ xưa nữa. Ô, dai à. Dạo này nói chuyện tiến bộ quá ha. Nhưng mà vị hơi liếu lưỡi đó. Anh muốn kiếm Phi Hùng à? Ừ. Hoàng sư phụ đức cao trọng vọng, mọi người mến chuộng. Nếu như hội đồng minh được sự giúp đỡ của Hoàng sư phụ, chắc chắn sẽ cường mạnh thêm. Chắc khó nói lắm, tư tưởng của ông giống như mấy cục đá nhà cầu vậy. Là sao hả? Thì vừa hôi vừa thối, khiêng cũng không nổi nữa. Nó đâu có học mà dạy nó hả? Tôi không có dạy nó mấy câu này đâu. Ai đó? Nè, mau. Cửa, lẹ lên, trốn. Mau lên, chủ. Mau lên, đi. Lẹ lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Mở cửa. Lẹ lên. Cao quá. Mau lên. Ui, cao quá. Lầu 2 hả? Đúng. Có ai không? Cứu tôi với. Ôi. Mấy lính, có chuyện gì đó? Đi! Hoàng sư phụ à, khỏi tiền. Cái gì? Khỏi đưa tiền? Nè, nè nè, lấy tiền đi. Sư phụ. Dìu nào vậy? Tụi con. Đừng có lôi thôi nữa. Được rồi. Chúng ta về phòng nói chuyện sau. Tất cả ngồi xuống đi. Các con muốn làm cách mạng chứ gì? Hả? Nhưng có người nào cho tôi biết làm sao mới thành công hay không? Hả? Một ngọn lửa có thể đốt hết cả khu rừng. Chúng ta mỗi người đều có thể góp sức. 1:10, 10:100, 100:1,000. Tự nhiên sẽ được hùng mạnh lên. Đúng, nói rất đúng. Các người đã suy nghĩ qua chưa? Bọn quan lính lúc nào cũng vậy. Hoạt động của hội đồng minh họ đều biết hết. Tụi nó không phải ngu đâu. Cho nên làm cách mạng thì phải có đầu óc. Đâu phải chỉ nhờ in truyền đơn và nói với người ta là chúng ta đang làm cách mạng. Như vậy cách mạng chưa thành thì chúng ta đã bỏ mạng trước rồi. Còn nữa, phải cẩn thận đừng có bị phản gián kế của người ta đó.
Phản cái gì? Chẳng. Khoan, ông chủ có chuyện gì? Hoàng sư phụ à, Lý đại nhân cho người tới kiếm sư phụ. Hoàng sư phụ. Sao nhà đại ca, sao nói có chuyện gì? Lý đại nhân kêu tôi đưa tiệp mời tới đây. Mời Hoàng sư phụ qua bên đó ngắm hoa và uống rượu. Tối nay chúng tôi bận. Lý đại nhân nói chỉ mời mình Hoàng sư phụ thôi. Hoàng sư phụ, hình như Hoàng sư phụ đã hứa với Lý đại nhân rồi mà. Phải, vậy làm phiền anh về nói, phía Hồng tôi nhất định sẽ tới. Vậy xin chào Hoàng sư phụ. Không tiễn nha. Đi. Mời sư phụ ngồi. Tối nay đừng có đi. Tại sao? Tại sao lại qua lại với tụi nó chứ, không lẽ anh muốn làm quan hay sao? Đó là xã giao, tôi định mở y quán ở đây. Nếu không xã giao với nhà môn đâu có được. Vậy chứ, khi người ta thấy, người ta sẽ nói anh câu kết với bọn nó. Không đâu, thanh giả tự thanh, sợ gì người ta nói. Chỉ sợ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thôi đi, tôi lên thay áo. Nè, các người làm xong việc rồi thì nghỉ sớm nha. Còn nữa, mấy cái tờ truyền đơn gì biểu ngữ đó mang đi đốt hết đi. Đem đốt hả? Để ở đây sẽ bị người ta xét ra đó. Cô giặc loạn kìa, đuổi theo. Đứng lại, đứng lại. Ê, nào, đuổi đi. Cảm ơn. Đã lâu không gặp rồi ha. Không nữa nè. Tự nhiên đi ha. Kính anh vui vẻ không hả? Nhưng mà nhẹ mà nè. Thế bây giờ đã xin mời. Mời tự nhiên. Tự nhiên đi. Xin mời. Đủ lợi dụng hết. Gì cũng có. Ê, nè. Xin chào. Sao hả? Tôi muốn ăn nguyên con. Được mà. Nè, tự nhiên đi. Xin mời tự nhiên ha. Qua bàn bên kia ngồi. Quan sư phụ xin hỏi uống gì? Ờ, có rượu gì? Dạ có cô nhắc, whisky, brandy, rượu rum và champagne. Ông muốn gì? Ờ, cho tôi trà được rồi. Xin hỏi trà gì? Có trà bạc hà, trà anh đào, trà bông hồng, trà sữa, trà mật ong, trà hạnh nhân, trà chanh. Ờ, cho tôi ly nước được rồi. Xin hỏi uống nước gì? Có nước soda, nước suối, nước hơi. Nước suối của Pháp có hơi và không có hơi. Ờ, nè. Tôi uống cái này nha. Cái này là rượu đó. Ý của tôi là muốn uống rượu. Được rồi, thứ này đi. Uống đi. Các vị, cảm ơn. Xin lỗi các vị nha. Thì xin lỗi. Tại vì tôi mới vừa đi họp với lại nhà băng cho nên đến trễ. Thì xin lỗi nha. Các vị hồi nãy đã gặp qua rồi, chắc là quen nhau. Nhưng mà tôi muốn xin trân trọng giới thiệu, vị này là Hoàng. Tôi biết ông là tổng giáo huấn quân đoàn Phật Sơn Hoàng Phi Hùng. Tôi chính là Địa Đà Môn Quảng Châu. Tôi là trưởng môn Lôi Chấn Phi. Người ta nói là gặp mặt còn hơn là nghe tên. Tôi biết dù ảnh cướp của Hoàng Phi Hùng rất nổi tiếng. Địa Đà Môn của chúng tôi muốn xin sư phụ chỉ dạy từ lâu. Hôm nay được gặp mặt tại đây, xin Hoàng sư phụ nể mặt chơi dài chưa đi nha. Nè, tôi nghĩ là không nên. Hôm nay Lý đại nhân tổ chức tử hội đang rất là vui vẻ. Tôi không muốn làm các gì mất hứng. Nếu sư phụ muốn nghiên cứu thì phi hùng này xin được sẵn sàng. Nhưng hôm nay xin sư phụ tha cho. Tôi kính quý vị một ly nha. Hả? Hoàng sư phụ, khách sáo làm gì nữa. Phật Sơn vô ảnh cướp của sư phụ tôi đã nghe danh từ lâu nhưng mà không thấy. Sáng hôm nay có mặt đầy đủ, xin Hoàng sư phụ nể mặt thi triển vài chiêu. Các vị có đồng ý không? Được, đồng ý. Đồng ý. Xin lỗi. Hay quá. Hoàng sư phụ thiệt lợi hại. Thiệt là nhanh quá. Chỉ tiếc rằng tôi không được rõ lắm. Xin hỏi sư phụ có thể thi triển thêm một lần nữa hay không hả? Để chúng tôi có dịp thưởng thức. Hoàng sư phụ.
Đồng chí, đồng chí, đừng cứu tôi này nữa, chạy mau đi, ở đây có rất nhiều quan lính nằm sẵn, sợ chạy không thoát đâu. Chạy mau đi, đừng cứu tụi này, có nhiều cơ quan lắm. Có giặc loạn. Đại nhân, có giặc loạn vào phủ đề đốc rồi. Hả? Cái gì? Đúng là đồ vô dụng. Phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, tại sao nó vô được hả? Cả người làm việc kiểu gì? Tại sao anh thích đại nhân? Lập tức bắn nó lại. Dạ. Làm mệt quá trời. Bây giờ bắt đốt hết nè. Quăng hết xuống đường nha. Ai lượm được là của ai, không có liên quan tới tụi mình. Không được. Truyền đơn nhiều nhiều như vậy, liền liền hết ra ngoài đường, ở đây chắc bị người ta xét xét tới chết luôn. Vậy bây giờ làm sao, có đốt hay không nè? Mở cửa mau lên. Dạ có. Đưa đây. Quang, Tu, ra ngoài cản tôi nói lại. Nè, đốt mau lên. Mau lên đi nha. Muốn gặp Hoàng Phi Hùng hả? Ông không phải đã tới nhà của Lý đại nhân rồi sao? Dạ đúng. Chúng tôi tới bắt tội phạm. Ờ, ở đây không 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 có tội phạm. Không có tội phạm. Có thấy qua tên này chưa? Chết rồi. Tiêu rồi. Sao vậy? Làm sao bây giờ? Đây là giặc loạn Trần Phước, tối hôm qua mới vượt ngục và là nhân vật quan trọng của bọn phản loạn. Nó trốn vô tới đây thì mất luôn. À, tôi nhớ rồi. Cái gì? Tối hôm qua đi kiếm con chó, kiếm tới chỗ gần nha môn đó không có thấy gì nữa. Tôi đâu có dám vô, vì tôi sợ mà. Tôi biết. Nếu mà nó vô được nhà môn chắc kiếm được nhiều con chó ra. Sĩ nhục triều đình coi chừng bị chém đầu đó. Cả người cẩn thận nha, vô xét. Ê, nhà sa đại ca, nè, nhà sa đại ca, quay. Giờ làm sao? Wow, sao nóng quá vậy? Ừ, chúng tôi đang tắm hơi. Hả, cái gì tắm hơi? Tắm xong rồi, xong rồi. Thiệt là thấy mát mẻ ghê lắm đó hả? Rất là dễ chịu. Tôi còn tắm nữa nha. Mau lên đi. Tôi vừa mới tắm xong, tôi ra trước. Đáng lẽ tôi cũng mập như họ vậy, tắm thường thì ốm bớt lại. Anh lính à, muốn tắm thử hay không? Bây giờ nếu mà không có tắm hơi thân hình đâu có đẹp chứ hả? Tắm sướng lắm. Đúng rồi, vô lý. Hả? Rất là dễ chịu. Qua đây. Cái gì cũng khoan làm đã. Chúng ta uống ly trà trước nha. Tôi nghĩ rằng Hoàng Khắc Cường đã rời Quảng Châu đi Hồng Kông rồi. Không cần biết nó đi đâu. Cho dù rời khỏi chỗ này, chúng tôi cũng có cách bắt nó trở về đây. Tôi sẽ làm nát hết hội đồng minh để kiếm lại một mớ. Cái bọn hội đồng minh, đại nhân đừng coi thường nha. Ê, tụi nó cố gắng đi quyền tiền. Lần khởi nghĩa tại Hồng Hoa Cường chẳng qua là hội đồng minh mấy người diễn kịch mà thôi. Diễn kịch cho quê kiều quyền tiền từ hải ngoại coi mà thôi. Trong túi của anh đó nhờ, chính ra chỉ toàn là máu. Cười cái gì? Tôi nói thiệt, Trung ương đã 2 tháng không phát lương rồi. Trung ương không có tiền, bắt buộc các quân khu phải tự mình đi kiếm lương, vay tiền của ngân hàng ngoại quốc
để mà đánh giặc. Bây giờ thì mấy ông cũng là làm bộ cho người ở ngoài coi thôi. Trần Kính Ba, tôi biết anh, anh sợ người ta biết tên của anh. Tuần kịch này anh cũng có phần tham gia đó nhờ. Đại quyền của lão Phật gia bây giờ đã lọt vào trong tay của Diên Thế Khải rồi. Các đại quân khu đã tổ chức lại lực lượng của mình. Tôi vốn là đủ sức để chống đỡ lại với bọn họ. Cho dù là chiếm địa bàn hay chiếm tiền đồ cũng vậy thôi. Ông vua khi bị rớt đài, quyền hành đương nhiên lọt vào tay của quân nhân chúng tôi. Thay đổi triều đại, Thái Bình Thiên Quốc lúc đầu cũng rất là hùng mạnh, rốt cuộc thì sao, cũng bại dưới tay lính chính quyền chúng tôi thôi. Không lẽ chúng tôi phải sợ mấy phần tử trí thức của hội đồng minh hay sao? Ý của đại nhân là có thể làm cho hội đồng minh tan rã. À phải, anh đã đọc qua Tây Du Ký chưa? Hả? Có liên quan gì Tây Du Ký? Ấy, hồi thứ 27 của Tây Du Ký là Bạch Cốt Tình đại chiến tôn hành giả. Bạch Cốt Tình dùng bùa phép biến ra ba tôn hành giả, tách rời bốn thầy trò ra để mà phân tán lực lượng. Chúng tôi cũng dùng cách này để làm cho hội đồng mình phải tan rã. Đúng, cái cách này chắc được đó. Sau biến cố Quảng Châu, hội đồng mình hầu như là giải thể rồi. Anh là hội viên của hội đồng mình, anh biết ám ngữ và tín hiệu của họ. Miễn là anh dụ tụi nó lộ diện từng người một, tôi sẽ bắt từng thằng và ép tụi nó khai ra từng người một, rồi từ từ hành hạ tụi nó. Tới chừng đó chúng ta vừa có tiền lại vừa làm được công lớn. Bây giờ chúng ta giăng sẵn một cái lưới lớn, chờ mấy con cá ngu tự mình lội vô. Hay thiệt. Hey, tình hình bây giờ mua bán không phải là dễ đâu. 3 ngày nổi loạn nhỏ một lần, 10 ngày nổi loạn lớn một lần. Đúng rồi, Hòa sư phụ, Phật Sơn rất thái bình, tại sao sư phụ lại muốn mở tiệm thuốc tại Quảng Châu vậy? Cha của tôi kêu tôi tới Quảng Châu coi coi có thể mua bán được không. Nếu được thì mở chi nhánh ở chỗ này. Hơn nữa chúng tôi có Bạch Dược Nhân Nam, đồng thời có Lục Thần Hoàng nữa. Thật ra chúng tôi muốn có một chỗ để bán sỉ tại phương Nam. Nếu như vậy thì tốt. Mai mốt thành phố Quảng Châu này có Hoàng sư phụ và Hoàng lão sư phụ ở đây, hàng xóm chúng tôi ở đây mới có thể yên tâm. Chắc sẽ an ninh hơn bây giờ đó. Ông nói chơi hả? Không, tôi nói thật mà. Alo, Suna đây. Tôi khác gì? Tôi không có nghe anh nói. Anh muốn nói chuyện, anh phải để cái đó lên miệng mới nói được. Sư Thúc ở đâu vậy? Bây giờ không tiện gặp mặt. Ở đây nhiều người, hai chúng ta cũng là những người trong mục tiêu. Nếu muốn tìm Sư Thúc phải làm sao? Cháu nghe kỹ nha. Hội đồng minh có nội gian, cháu đừng có tin ai. Để chúng tôi điều tra rõ, coi cháu đang bị theo dõi. Cháu phải nhớ kỹ, đừng có tin ai nha. Cháu biết rồi. Vậy phải làm sao liên lạc với Sư Thúc? Phi Hùng, cháu nghe kỹ nha. Ống giấy cháu đang cầm ở trên tay, trên đó có viết vài chữ. Cháu về khách sạn, cây cột thứ 4 bên phải, trên đó có mấy chữ. Cháu ráp vô sẽ biết làm sao liên lạc với Sư Thúc. Ở đây có người của tụi nó, ta phải đi. Vậy nha, bye bye. Ngừng kêu. Xét giấy. Đưa đây. Nè. Quả thất thiên hồng. Tại sao phải theo dõi tôi?
Tôi đâu có. Vậy tại sao anh ngồi đó? À, không, tôi làm rớt đồ định lượm lại thôi. Anh nói láo, anh rõ ràng là theo dõi tôi mà. Thì cô muốn nói sao cũng được. Tôi theo dõi cô hả? Tại sao tôi phải theo dõi cô? Anh muốn biết tôi đang làm gì? Anh qua lại với Hoàng Phủ, giờ đã kêu tôi đốt hết trường đơn. Hoàng Phi Hùng tôi thì không ngờ, bây giờ nước nhà đang trong tình hình dầu sôi lửa bỏng lại sống một cách an nhàn như vậy. Hoàng Phi Hùng, anh không giúp tôi in trường đơn thì thôi, nhưng mà không ngờ anh lại theo dõi tôi. Tướng quân à, làm cách mạng đâu phải đi phát mấy tờ truyền đơn và cào nhào mấy câu này thì được. Dĩ nhiên rồi, đâu có ai mới sanh ra là biết hết chứ. Nên bây giờ tôi quyết định tham gia hội đồng minh. Anh hãy cùng với tôi tham gia hội đồng minh đi. Cô biết được bao nhiêu về hội đồng minh chứ? Hả? Cô có biết không, bây giờ có rất nhiều người giả mạo hội đồng minh đó. Bây giờ quan phủ đang đi lùng bắt hết tất cả người của hội đồng minh, thì đâu còn ai dám giả mạo hội đồng minh nữa. Hội đồng minh đâu có phân biệt thật hay là giả. Cô tin tôi đi, người của quan phủ không biết giả làm người đồng minh hay sao chứ. Lần trước Hoàng Hoa, Hồng Hoa Cương, chính là vì có nội gian cho nên đã bị thất bại. Mục đích của họ giả mạo hội đồng minh là vì muốn ở giữa phá đám và đưa ra tin tức giả. Còn nữa, họ muốn những phần tử nhiệt quyết giống như cô phải tự sa vào lưới. Nếu anh lo tới nỗi như vậy thì mai mốt anh đừng có lo cho tôi, giờ tôi cũng sẽ không liên lụy tới anh nữa đâu. Nhưng anh hãy nhớ kỹ, từ nay anh đừng có bao giờ lén lút theo dõi tôi, nếu không thì